chào cả nhà. Hôm nay bếp của vợ sẽ chỉ cho cả nhà làm món cơm chiên, còn được gọi là cơm xào dưa cải nha cả nhà. Mấy bữa nay mình công việc ở shop Lobu quá nên mình không đi siêu thị được, nên là mình có gì làm đấy nha. Bây giờ mình trước mắt mình là có cơm nguội nè. Cơm nguội ha. Cái này mình Lobu công việc quá nên mình vận dụng cơm nguội, mình chỉ các bạn làm món cơm xào luôn ha. Có cơm nguội. Này là dưa cải. Dưa cải này là mình tự muối luôn, nên là cái màu sắc của nó rất là bắt mắt. Cái màu đó là màu tự nhiên luôn chứ không phải là phẩm màu ha. Dưa cải mình chỉ lấy cuống thôi. Mình xào dưa cải thì mình chỉ lấy cuống thôi. Cái lá gì nữa nó hơi bị nhiều nước một chút. Rồi, có cá khô. Khô này thì mình mở tủ lạnh ra mình phát hiện nó khô nên là mình sáng tạo ra món cơm xào dưa cải với cá khô ha. Cá khô này rất là ngon, khô này nạc nhiều. Rồi, 3 quả trứng gà ha. Có trứng muối nữa. Trứng muối này là mẹ chồng mình làm cho mình, nên là bữa nào mình hỏi mẹ chồng mình làm sao rồi mình chỉ cho cả nhà luôn ha. Trứng muối nhà làm luôn nên rất là an toàn. Hành ngò ha, hành ngò để cho nó thơm và cái màu của mình nó rất là đẹp. Bây giờ trước mắt là mình sẽ đập trứng vô cơm. Mình làm cái phần này trước, đập trứng gà vô cơm ha. Mình sử dụng 3 trái trứng gà. Rồi, mình đập trứng vô, mình đảo đều nha cả nhà. Mình đảo cho cơm với trứng gà. Mình sẽ vận dụng cái màu của lòng đỏ trứng gà để mình tạo màu cho cái hạt cơm xào của mình nhé. Rồi mình đảo đều rồi mình bỏ đó để tí cái màu cơm của mình nó lên rất là đẹp. Mới đảo sơ sơ thôi là mình thấy cái màu vàng của trứng nó tạo cho cơm của mình cái màu sắc rất là bắt mắt. Mình cho một chút bột canh vô cho cái cơm của mình nó đậm đà nha cả nhà. Rồi mình để cơm đó qua một bên. Một chút tiêu nữa chứ, quên xém nữa là quên tiêu rồi. Một chút bột ngọt nữa. Rồi mình đảo đều tất cả các gia vị vô cho cơm nó thấm ha. Mấy bữa nay mình Lobu shop á nên là mình lười đi siêu thị, nên là trong gia đình mình chả có gì hết, cứ mở tủ lạnh ra rồi có gì để làm đó thôi. Rồi bây giờ mình bắt bếp lên mình chiên cơm nha cả nhà. Tại vì từ nãy giờ mình Lobu quá nên là mình không có quay cho cả nhà coi được cái giai đoạn mà mình sơ chế mấy cái món kia nhé. Bây giờ mình cơm của mình thì mình sẽ đập tỏi và mình xào ha. Mình xào cơm cho hạt cơm khô thật là khô luôn. Hồi nãy mình Lobu quá nên mình bỏ qua cái giai đoạn đó luôn, nên là mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm theo cách này nhé. Rồi mình sẽ xào, mình sẽ chiên cơm trên lửa thật là riu riu, vừa thôi, lửa vừa thôi nha cả nhà, để cho hạt cơm của mình nó xanh lại. Cơm của mình nó xanh lại nha cả nhà. Mình đã sơ chế cá khô. Cá khô này mình đã chiên qua ha. Mình chiên cho nó chín rồi mình xé nhỏ. Mình rút ngắn thời gian lại, tại vì từ nãy giờ mình bận á. Mình sẽ chiên nó khô, cho nó khô rồi mình xé nhỏ nha cả nhà. Mình lấy xương ra thôi. Tại những cái này cũng dễ mà, ai cũng làm được hết, nên là mình rút ngắn lại cho cả nhà luôn, cho nó nhanh. Rồi mình cứ chiên cơm trên chảo thì cái hạt cơm của mình nó khô, nó khi nào các bạn thấy nó tơi ra là thấy nó được rồi đó. Rồi mình thấy hạt cơm của mình đã tơi ra rồi thì mình sẽ bỏ cá khô mình đã chiên và xé nhỏ ra nha cả nhà. Mình rút ngắn lại nên là mình sẽ sơ chế mấy cái cá khô này lại cho nó nhanh. Công việc mình mấy bữa nay Lobu quá, nhưng mà nhớ cả nhà mình phải tranh thủ mình lên mình quay video clip cho cả nhà coi đó.
Rồi mình đảo đều ha. Mình đảo đều cá cho cá với cơm nó đều vào nhau. Bạn thấy không, cái màu cơm, màu trứng gà trộn chung với cơm á thì cái màu sắc nó lên rất là đẹp, màu vàng ươm à. Rồi mình cứ xào xào cho hạt cơm với cá nó hòa quyện vào nhau ha. Bây giờ mình sẽ nêm nước mắm, mình nêm vừa thôi cho cả nhà, tại vì cá khô á, nó cũng hơi mặn nên mình nêm nước mắm vừa thôi, rồi một chút bột ngọt. Mình nêm vừa thôi. Thì cái này nếu mình cứ nêm vừa vừa thôi, để khi mà mình ăn đó, mình ăn thêm với nước tương cũng được. Đó, khói bốc lên nghi ngút và mùi thơm rất là nực mũi luôn, đói bụng. À quên mất, trứng muối á, cả nhà là phải hấp cách thủy ha. Rồi mình nghiền nát trứng muối ra. Trứng muối mình bỏ mình hấp cách thủy. Bữa nào mình sẽ quay lại cho cả nhà. Hôm nay mình tức quá, tại vì mình vội vàng mình sơ chế mấy cái đó rồi mình mới bật máy mình quay cho cả nhà coi. Mấy cái đó thì sơ chế. Rồi dưa cải. Dưa cải này là mình đã xào sơ qua với dầu, dầu anh và tỏi hành nha cả nhà. Mình sơ, xào sơ thôi. Và mình dặn thêm một chút bột ngọt và một chút nước mắm ha. Đó, dưa cải xào sơ đó, nó cho nó chín, nó chín lại. Và mình sẽ bỏ vô trong cơm của mình ha. Mình bỏ vô. Nếu mà cả nhà cảm thấy nó nhiều nước quá thì mọi người đừng có bỏ nước nha. Mình bỏ dưa cải vô thôi. Nhất định ngày mai mình sẽ chỉ mọi người làm muối dưa nha. Tại vì mấy bữa nay mình ăn ăn cơm với dưa cải rất là ngon và rất là giòn. Đó. Đảo đều tất cả các nguyên liệu vào với nhau. Mình đảo đều là nó sẽ thấm hết gia vị vô với nhau rồi. Khi nào mà cảm thấy cơm và cá và dưa cải và hòa quyện vào nhau rồi ấy, thì mọi người cho trứng muối vào nha. Trứng muối mình đơn giản lắm, trứng muối mình chỉ hấp cách thủy thôi rồi mình tản nhuyễn ra như thế này. Rồi mình cho vô, tại vì trứng muối mình hấp cách thủy đã chín rồi nha cả nhà. Đó, mình sẽ cho vô như thế này. Đảo đều lên nha cả nhà. Thơm lắm. Mấy bữa nay mình lười lười chứ, nhưng mà bữa cơm của gia đình mình cũng đủ chất. Chứ không có ăn cơm ngoài, cỡ nào thì cỡ nhà mình cũng không ăn cơm ngoài. Chủ đạo là mình ăn ở nhà là nhiều. Lâu lâu giống như là mình muốn không khí ngoài ngoài quán cho vui thì mình mới dẫn cả nhà đi ăn ở ngoài. Nói chung đa số là mình nấu hết. Rồi bây giờ là xong rồi đó cả nhà. Cơm nó đã xanh lại và cá với dưa đã hòa quyện vào nhau. Bây giờ mình cho hành lá vô nha cả nhà, cho cái màu sắc của nó bắt mắt thêm, có vàng, có xanh, có nâu thì nó sẽ đẹp hơn và cái mùi nó sẽ nhạy hơn nha cả nhà. Wow, cái hỗn hợp cơm xào của mình rất là đẹp mắt. Đó, đơn giản quá đúng không cả nhà. Cái món này là mình tự chế luôn á, tại vì thấy thấy nhà có dưa cải, có cá khô nên rồi mình tự chế ra mình làm ăn cũng được lắm cả nhà. Nên ai thích giống như mình thì mà làm theo mình nha, rồi cho tiêu vô cho nó thơm nữa. Đó, bây giờ mình đảo đều lên là mình múc ra là mình ăn được rồi cả nhà. Đẹp mắt quá ha cả nhà ha. Không biết mùi vị như thế nào nhưng mà nhìn màu sắc là mình thấy là ngon miệng rồi. Rồi mình đảo đều một chút nữa là mình có thể múc ra tô và mình ăn ăn thôi. Tới đây là đói rồi. Wow, cận cảnh nhìn cực kỳ bắt mắt luôn. Cả nhà thấy sao ạ? Có ai muốn làm món này không ạ? Cái này mình nghĩ là các bạn có thể thay thế cá bằng thịt bò hoặc là chả lụa cũng ngon lắm. Hay trứng. Trứng mình xắt hạt lựu ra mình xào chung cũng rất là ngon. Còn nhà mình hôm nay là mình chế ra là mình làm cá. Cá này, cá mình có thể thay thế bằng cá khác, những cái loại cá mà ít xương nha cả nhà, không nhất thiết là bằng khô cá lóc đâu. Cái món này cũng do mình chế thôi. Đây là mọi người cảm thấy cho cái gì vô được thì mọi người cứ cho vô. Rồi mình chủ đạo của cái món này là dưa cải nha cả nhà. Mình xào dưa cải. Cơm chiên với dưa cải nó sẽ giúp cho mình ăn nó không có bị ngén. Bây giờ mình sẽ múc ra tô để mình thưởng thức nào. Một cái chảo như vậy là cả nhà mình 4 người ăn là đủ luôn ấy.
đảm bảo với cả nhà là mình làm theo kiểu này mình sẽ không ngán, mình hoàn toàn mình ăn cơm chiên sẽ không ngán ha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm một chén nước tương ha, mình ăn thêm cho nó cái đậm, ai ăn mặn á thì mình sẽ cho thêm nước tương và tương ớt đi kèm, hay là luôn luôn là có tương ớt và nước tương, mình ăn nó rất là đậm đà, rất là thơm. Rồi tới đây là xong rồi đó cả nhà, giờ mình chỉ cần mình ăn no bụng nữa rồi mình làm việc tiếp thôi. Tới đây là kênh bếp của vợ xin khép lại ha, mọi người hãy góp ý cho mình nhé và luôn luôn ủng hộ kênh bếp của vợ nha. Xin chào cả nhà.